Rồi, bye bye nhá. Bye các bạn nhá. Chào đấy, vẫy tay chào đi. Vẫy tay đâu mà vẫy. Vẫy chào đi. Đã xe chưa? Đây xe đây, Khánh Phong đây. Bíp sẽ bíp luôn. Anh mở cửa em phát anh. Cửa em quay cái xe thương gia này cái. Rồi. Một sự lựa chọn quả là hoàn hảo cho chuyến đi của chúng ta. Ngày một rực rỡ. Mình ở ghế 08, 09 đấy. Số 7, số 8 đấy. Rồi. Đúng là trần nhà có cái này thật này. Tại vì hôm bữa là xem trên mạng là không tin. Thử vạch cái ghế ra coi có mấy lỗ ở đây. Đúng rồi, đây có mấy cái lỗ đây. Sạc pin, sạc đồ đầy đủ hết. Cái đường này ra Hồ Vương được ta. Đường này chạy thẳng tới nha. Chúc bác tài đi may mắn nha. Chào gia đình, chào đoàn nha. Chào chị nha. Chào nha. Bye nha. Đó, cửa tự động hoàn toàn luôn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.